Bài 18, protein. Nội dung của bài này bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là cấu trúc của protein và phần thứ hai là chức năng của protein. Chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên, cấu trúc của protein về cấu tạo hóa học. Thì các em hãy quan sát cái hình ảnh sau. Chúng ta thấy là phân tử protein được cấu tạo từ các cái nguyên tố như là carbon, hydro, oxy và nitơ. Thì protein là một cái hợp chất hữu cơ, nó sẽ bao gồm bốn cái nguyên tố chính, đó là carbon, hydro, oxy, nitơ và có thể là còn có một số cái nguyên tố khác. Protein là nó thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn. Nó có chiều dài tới 0,1 micromet và khối lượng của nó có thể đạt là hàng triệu đơn vị carbon. Cô có hình ảnh về sơ đồ cấu trúc của phân tử protein như sau. Protein nó được cấu tạo từ rất là nhiều hình tròn nhỏ. Và các cái hình tròn nhỏ này cô gọi đó là các cái axit amin. Các axit amin này liên kết với nhau bởi một liên kết đó được gọi là liên kết peptide. Thì cũng giống như là phân tử ADN hay là phân tử ARN chúng ta đã được học, thì protein nó cũng là một đại phân tử và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, và các đơn phân của nó là các axit amin. Người ta đã phát hiện ra khoảng 20 loại axit amin, và đó là những loại nào thì chúng ta sẽ được tìm hiểu tiếp theo. Cô sẽ giới thiệu cho các em một số cái loại axit amin thường gặp. Thì có 20 loại axit amin, cô nêu một số cái tên, ví dụ như là glycine, alanine hay là valine. Ngoài ra thì nó còn có rất rất nhiều cái axit amin khác nữa mà chúng ta chưa cần nhớ tên hay là cũng chưa cần nhớ các cái chữ viết tắt của các axit amin này. Về sau khi mà các em nghiên cứu sâu hơn á, hay là các em học lên lớp cao thì chúng ta mới cần biết đến thôi. Vậy thì trước khi tìm hiểu cái tính chất đặc thù và đa dạng của phân tử protein thì cô và các em nhớ lại một chút về các cái tính chất đó ở trong phân tử ADN. Chúng ta đã biết rằng là ADN là phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và các đơn phân của nó ở đây chính là các cái nucleotide là A, T, G, X. Và tính đa dạng, tính đặc thù của nó sẽ được thể hiện thông qua số lượng này, thông qua thành phần và trật tự sắp xếp của các nucleotide hay còn gọi là đơn phân của phân tử ADN này. Vậy thì protein nó sẽ có tính đa dạng và đặc thù do đâu? Nó cũng giống như là ADN, nó sẽ có tính đa dạng và đặc thù thông qua thành phần, thông qua số lượng và trình tự sắp xếp của các cái đơn phân của nó chính là các cái axit amin. Thì nó có tính đặc thù dựa vào số lượng này, dựa vào thành phần và dựa vào trình tự của axit amin. Nó đa dạng là do cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin này. Các em ghi phần này vào trong tập. Tính đa dạng và đặc thù của protein nó còn được thể hiện ở các dạng cấu trúc không gian. Nên là chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua phần 2 nhỏ là cấu trúc không gian của phân tử protein. Nhìn trên đây thì chúng ta thấy rằng phân tử protein này nó sẽ có 4 bậc cấu trúc. Đó là bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Cụ thể đặc điểm của từng bậc như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên là cấu trúc bậc 1. Các em thấy là nó có dạng là dạng sợi đúng không? Kiểu giống như là dạng ngọc trai chẳng hạn. Thì nó là các cái axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptide. Và cái cấu trúc bậc 1 này là trình tự sắp xếp các cái axit amin trong cái chuỗi axit amin. Về cấu trúc bậc 2 thì nó là chuỗi axit amin tạo các cái vòng xoắn lò xo đều đặn.
các cái vòng xoắn ở protein dạng sợi á nó còn bện lại với nhau theo kiểu dây thừng và nó sẽ tạo cho cái sợi chịu lực khỏe hơn. Nó là chuỗi axit amin tạo nên các cái vòng xoắn lò xo. Cấu trúc bậc 3 là cái dạng không gian 3 chiều của protein do các cái cấu trúc bậc 2 nó cuộn xếp tạo thành cái kiểu đặc trưng cho từng loại protein. Ví dụ như là protein hình cầu. Cấu trúc bậc 4 là cấu trúc của một số loại protein gồm hai hoặc là nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay là khác loại nó sẽ liên kết lại với nhau. Cái tính đặc trưng của protein còn được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 là nó sẽ cuộn xếp theo cái kiểu đặc trưng cho từng loại protein hay là bậc 4 là về số lượng hay là số loại chuỗi axit amin. Thì cái phần này chúng ta chỉ để nắm được một số thông tin thôi, các em không cần ghi vào trong tập. Vậy thì protein nó có chức năng gì đối với cơ thể của chúng ta? Chúng ta sang phần 2 La Mã. Trong sách giáo khoa thì đã đưa ra chúng ta ba cái chức năng cơ bản nhất, đó là chức năng cấu trúc, chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất và chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất. Chúng ta bước vào chức năng đầu tiên, đó chính là chức năng cấu trúc. Thì protein nó là thành phần cấu tạo của chất nguyên sinh, là cái hợp phần quan trọng xây dựng nên các cái bào quang và cái màng sinh chất. Từ đó thì nó sẽ hình thành nên các cái đặc điểm giải phẫu nè, đặc điểm về hình thái của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. Cô lấy ví dụ như là cái histone á, là một loại protein nó tham gia vào cấu trúc của nhiễm sắc thể mà chúng ta đã được học rồi. Đặc biệt là protein dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất là tốt. Ví dụ như là collagen hay là elastin là thành phần chủ yếu của da và mô liên kết. Hay là keratin nó sẽ có ở trong trong móng tay, móng chân nè, ở trong sừng, trong tóc và ở trong lông. Về cái chức năng xúc tác á, thì cái quá trình trao đổi chất ở bên trong tế bào nó sẽ diễn ra rất là nhiều phản ứng hóa sinh và được xúc tác bởi các cái enzyme. Bản chất của enzyme nó chính là protein và hiện nay chúng ta đã biết khoảng là 3.500 loại enzyme và mỗi loại nó sẽ tham gia vào một cái phản ứng nhất định. Cô lấy ví dụ là bài trước chúng ta đã được học là cái quá trình tổng hợp nên cái phân tử ARN á, nó sẽ có sự tham gia của enzyme đó là ARN polymerase. Ngoài ra khi mà phân giải cái ARN này á thành các nucleotide thì nó có sự xúc tác của enzyme đó là ribonuclease. Chức năng thứ ba là chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất. Thì ví dụ như là cái cơ chế điều hòa cái đường huyết ở bên trong cơ thể người. Khi mà rối loạn cái hoạt động nội tiết của tuyến tụy á, thì cái lượng insulin nó tạo ra nó sẽ giảm hoặc là nó sẽ không tiết ra. Như là cái lượng đường glucose ở trong máu nè. Dưới tác dụng của insulin thì nó sẽ chuyển hóa tạo thành glucogen nó được tích trữ ở bên trong gan và cơ. Khi mà cơ thể cần á, thì cái glucose này nó dưới tác dụng của glucagon nó sẽ chuyển hóa thành đường glucose cho cơ thể sử dụng. Vì vậy mà các hormone phần lớn nó sẽ là protein và nó có chức năng là điều hòa các cái quá trình sinh lý diễn ra ở bên trong cơ thể. Ngoài ra thì protein nó còn có một số cái chức năng khác. Ví dụ như là nó là thành phần cấu tạo nên kháng thể để bảo vệ cơ thể. Nó có thể vận chuyển oxy và chuyển động của tế bào và cơ thể. Lúc mà cơ thể thiếu hụt glucid hay là lipid thì cái tế bào nó sẽ phân giải protein ra để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Ngoài ra, protein còn có vai trò trong
truyền xung thần kinh và chống đỡ cơ học. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Chúng ta củng cố lại một số cái nội dung mà chúng ta đã được học trong bài protein. Về phần đầu tiên đó là cấu trúc, thì protein là một đại phân tử hữu cơ. Nó được cấu tạo bởi các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và một số cái nguyên tố khác. Nó được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và đơn phân của nó chính là các axit amin. Về tính đa dạng và đặc thù thì protein nó sẽ đa dạng và đặc thù bởi cái số lượng thành phần và trật tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra nó còn đặc thù và đa dạng bởi cái cấu trúc không gian của phân tử protein, đó là bao gồm 4 bậc, bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Về chức năng thì protein nó sẽ có chức năng là tạo ra kháng thể để bảo vệ cơ thể này, hay là chức năng vận chuyển, chức năng dự trữ, chức năng điều hòa và chức năng cấu trúc. Hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em hãy làm cái bài tập trắc nghiệm theo cái link Google Form ở trên trang trực tuyến. Các em hãy chép bài và học thuộc bài này. Các em xem trước bài 19, đó là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.